Thưa các thầy cô giáo, các chị học viên các học nghiên cứu sinh và các bạn sinh viên thân mến, tổ sư trọng đạo là truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc tự hào có hàng nghìn năm phát triển với truyền thống hiếu học và trọng chữ nghĩa. Truyền thống tốt đẹp này càng được thể hiện đậm nét vào ngày 20/11 hàng năm, ngày nhà giáo Việt Nam. Hòa trong không khí vui tươi và ấm lòng của những ngày này, hôm nay khoa có tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 nhằm tri ân và tôn vinh các thế hệ thầy và trò của khoa đã và đang cống hiến cho sự nghiệp chồng người, là dịp để các bạn sinh viên, học viên và thế hệ học trò đi sau bày tỏ tình cảm chân thành nhất đến các thầy các cô. 20/11 hàng năm cũng là dịp để cựu cán bộ, cựu sinh viên và các thầy cô trong khoa trao cả học bổng khuyến khích học tập cho các bạn sinh viên nhằm động viên và mong các bạn không ngừng phấn đấu vươn lên để luôn duy trì và phát huy các truyền thống tốt đẹp của khoa. Về dịp lễ kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam, hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có thầy Nguyễn Văn Thuận, phó hiệu trưởng nhà trường. Về phía Đại học Huế, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có thầy Lê Văn Thuyền, cán bộ của khoa hiện đang công tác ở Đại học Huế, là trưởng ban đào tạo. Có thầy Trần Đào Dòng, cán bộ của khoa đang công tác ở Đại học Huế và là trưởng ban khoa học công nghệ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có thầy Trần Vui, cán bộ của khoa và hiện là trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của trường. Chúng tôi cũng xin trân trọng là có vị thầy cô anh chị là cựu sinh viên của khoa toán các khóa trước, vị thầy cô là cựu cán bộ, các thầy cô hiện đang công tác ở khoa và cả anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh và toàn thể sinh viên của khoa toán. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Đoàn Thế Hiếu, trưởng khoa toán sẽ đọc chiều văn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Xin trân trọng cảm ơn thầy. Kể từ ngày 28/9/1982, quyết định của hội đồng hiệu trưởng hay là chính phủ là chọn ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam, hay còn gọi là ngày lễ huân chương nhà giáo Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Hôm nay, sớm hơn so với mọi năm, các thế hệ thầy trò khoa của chúng ta đã gặp nhau ở đây với giảng đường này để mừng ngày huân chương nhà giáo 20/11, để thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, để trao học bổng khuyến học, để giao lưu văn nghệ và cũng để chúc nhau một lời chúc tốt đẹp nhất. Lý do sớm hơn mỗi năm của buổi lễ hôm nay là để các em sinh viên năm thứ hai được hòa chung vào không khí ấm cúng này. Mỗi năm chỉ có một lần này. Ngày mai các em sẽ tập trung để học công sự. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các công tác tại khoa toán, các anh chị cựu sinh viên đã từng học tập khoa, các anh chị học viên khoa học và các em sinh viên thân mến, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, cho phép tôi được thay mặt khoa toán với lời chúc sức khỏe, một lời chúc mừng tốt đẹp nhất để toàn thể quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các anh chị cựu sinh viên, các anh chị học viên cao học, các em sinh viên, chúc các thầy cô giáo hạnh phúc, thành lập giáo dục và đào tạo của khoa, của nhà trường và của nước nhà. Chúc các anh chị nghiên cứu sinh, học viên cao học, các em sinh viên học tập tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đầu tiên, cho phép tôi điểm qua tình hình khoa toán trong năm học vừa qua và hiện nay. Khoa toán hiện có 33 cán bộ, trong đó số cán bộ hiện đang công tác và làm nghiên cứu sinh ở ngoài là 10. Tại thời điểm này, khoa toán có 5 phó giáo sư tiến sĩ, 7 tiến sĩ và 19 thạc sĩ. Trong năm học này, sẽ có thêm 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ sẽ vào về trong năm nay. Vài năm tới, con số tiến sĩ sẽ tăng lên nhiều. Số lớp chính quy đại học tại khoa hiện nay là 11, trong đó loại hình đào tạo mới được áp dụng tại khoa. Các lớp được giảng dạy một số học phần bằng tiếng Anh đã đi vào năm thứ 3. Hiện nay khoa toán có 3 lớp như vậy, khoảng 1T, 2T và 3C. Loại hình đào tạo này tuy đang còn mới mẻ, chưa được hỗ trợ nhiều và còn nhiều khó khăn, khoa toán đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Sự tiến bộ cũng như qua bản thành tích học tập của các sinh viên theo học loại hình đào tạo này cho thấy ít nhất là đến thời điểm này, hướng đi này là một hướng đi đúng. Về khoa học, hiện nay khoa toán đào tạo 4 chuyên ngành là số liên tục số, giải tích, hình học và phương pháp giảng dạy. Về tiến sĩ, khoa toán có chuyên ngành là số liên tục số. Về nghiên cứu khoa học, năm nay khoa có 4 đề tài nghiên cứu độc lập của sinh viên đang hoàn thành. Về phía thầy cô, khoa có 4 đề tài nắm phân tích trong tổng số 7 đề tài của nhà trường. Seminar của các tổ vẫn được tổ chức thường xuyên, nhiều bài báo khoa học có chất lượng quốc tế đã và đang hoàn thành. Trong những sinh viên khoa toán,
ngoài những cái tên từng được nhắc đến như Hồ Ngọc Bình, Nguyễn Minh Hòa, những sinh viên đạt hai giải nhất trong cùng kỳ thi Olympic, Huỳnh Đình Tuấn với kết quả đứng đầu trong kỳ thi vào hệ thạc sĩ quốc tế ở Việt Hóa, vượt qua cả những sinh viên hệ cử nhân tài năng, thì trong năm nay những cái tên mới được đạt xuất hiện, Nguyễn Thành Thái, sinh viên đạt hai giải nhất trong kỳ thi Olympic võ học vừa qua. Vừa qua đội bóng chuyền sinh viên của Khoa đã thi đấu rất hay và đẹp mắt, chỉ thiếu một chút may mắn chúng ta đành về gì, nhưng không sao cả. Điều quan trọng là các em đã thi đấu hết mình và đã có những pha bóng rất hay và rất đẹp mắt. Và cũng như thường lệ, 20 tháng 11 là dịp để Khoa Quảng trong học bổng khuyến học được đề xướng ủng hộ rất nhiệt tình bởi các thầy cô và cựu sinh viên Khoa Quảng từ nhiều năm qua. Các kỷ lục về số suất học bổng được liên tục phá vỡ trong những năm gần đây. Năm nay Khoa có 2 phần thưởng 2 triệu đồng suất cho 2 sinh viên đạt thành tích cao nhất Khoa, 6 phần thưởng 1 triệu đồng suất cho 6 sinh viên đạt thành tích cao nhất khối, 63 suất học bổng cho sinh viên của hoàn cảnh khó khăn có cố gắng vươn lên trong học tập và một tài trợ 6 triệu đồng năm cho một sinh viên của hoàn cảnh đặc biệt. Trong con số năm nay là phá vỡ kỷ lục của con số năm ngoái. Về số học bổng trong 5 năm trở lại đây có thể xem ở bài diễn văn năm ngoái trên trang web của Khoa Quảng. Sau bài diễn văn này và một vài nghi lễ tiết mục văn nghệ, chủ nhân của các phần thưởng và các suất học bổng sẽ được công bố, lễ trao thưởng và phát bổng sẽ được tiến hành. Năm nay cũng như năm ngoái, tất cả sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có cố gắng vươn lên trong học tập, có đơn và giấy xác nhận hoàn thành được nhờ nhiều lớp từ lớp đều nhận được học bổng. Danh sách các nhà tài trợ có thể có vài thay đổi nhỏ hàng năm, nhưng vẫn còn đó những nhà tài trợ chính liên tục nhiều năm qua, hai chị em Văn Trang Diệp Diệp ở Mỹ, anh Phùng Huy Hưởng cùng sinh viên khóa 77 tầng 1 Viện Sinh học Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, thầy Hoàng Tròn Khoa Quảng, các khóa 73, 77, 77 tầng 1, 82, 86, 92, 96, vân vân. Các học bổng từ các thầy chủ trì các đề tài nam phương tích và các thầy cô đang công tác học tập ở nước ngoài, các học bổng từ sinh viên vừa ra trường, các học bổng từ các lớp cao học đang trở thành các học bổng thường xuyên. Từ năm ngoái và năm nay, chúng ta có thêm một học bổng mới từ khóa 95, 99, 09, 13, 10, 14, cao học hấp 1, hấp 2, từ sinh viên Lý Minh Châu, khóa 95, 96. Các cựu cán bộ này đang giảng dạy tại Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, thầy Nguyễn Ngọc Thái, Phạm Hữu Anh Ngọc, Nguyễn Đình. Các học bổng từ các thầy Nguyễn Xuân Tiến và cô Bình Nga, các học bổng từ các thầy cô đang công tác ở Khoa Quảng, thầy Nguyễn Ngọc Nam, Lê Văn Hạc, Lê Việt Ngư, v.v. Tôi xin phép thay mặt toàn thể sinh viên Khoa Quảng cảm ơn các nhà tài trợ, các thầy cô và các anh chị cựu sinh viên đã và đang quan tâm đến thế hệ đàn em thông qua buổi học bổng này. Xin cảm ơn hai chị em Đoan Trang Diệp Diễm, anh Phùng Huy Hưởng, thầy Hoàng Tròn, thầy Lê Việt Ngư, thầy Trương Văn Thương và đồng viên tích cực vận động cấp ủy để năm nay có được con số học bổng nêu trên. Và rất xin lỗi là không thể kể hết tên của tất cả những tấm lòng nhiệt tình với buổi học bổng này. Bên cạnh các học bổng của Khoa, cũng cần phải nhắc đến các học bổng lớn dành cho Khoa Quảng hàng năm như học bổng Khoa Lê gồm 3 suất 13 triệu đồng suất và học bổng của Viện Nghiên cứu Cao Quốc tế Toán 12 suất 16 triệu đồng một suất. Và như thường lệ, cuối cùng sẽ là đôi lời tâm sự riêng với các em sinh viên. Các em sinh viên thân mến, đầu tiên là vài lời về các em sinh viên đã và sắp nhận được học bổng của Khoa. Năm nay chúng ta cũng chúc học bổng mà đối với thầy là nó có ý nghĩa đặc biệt. Đó là học bổng của các cựu sinh viên khóa 09-13. Một số em của khóa này đã từng nhận được học bổng của Khoa, một số em thì chưa có việc làm nhưng đã rất nhiệt tình cùng nhau để có một suất học bổng cho năm nay. Thầy cho rằng chỉ cần có suy nghĩ rằng nhận hôm nay và rồi cho lại ngày mai, chúng ta sẽ có một truyền thống đẹp. Nếu một người giúp đỡ hai người khác rồi một người được chúc là tìm cách giúp đỡ hai người khác ngược, và nếu cứ như thế tiếp tục, chúng ta sẽ có một cấp số nhân. Vấn đề là ở giá trị ban đầu. Nếu giá trị ban đầu là bằng không thì là vô nghĩa, nhưng như chúng ta đã thấy, giá trị ban đầu của chương trình học bổng khuyến học của Khoa chúng ta đang là con số rất đáng mừng. Tiếp theo là vài lời của toàn thể sinh viên. Thầy nêu đánh giá ba hiện tượng mà thầy đã đề cập đến trong bài diễn văn năm trước sau một năm quan sát. Hiện tượng thứ nhất đó là trong giờ học đi trên hành lang nói cười rất là vô tư, ảnh hưởng đến cả lớp đang học. Trong năm vừa qua có thể có, nhưng ít ra thầy không thấy hiện tượng này xảy ra đối với sinh viên Khoa Quảng. Hiện tượng thứ hai đó là giảng kéo hai mặt lên bàn. Hai lớp thầy đang dạy là có những cố gắng chui những vết kéo giảng, sau một hai tuần lại thầy vết kéo giảng. Mới đầu thầy tưởng ký nhớ mình kém hoặc đây là một hiện tượng kỳ bí, xóa rồi lại hiện ra. Hóa ra các em đã kịp đưa ra một chứng minh, đó là vết giảng mới. Có điều ở lần này thầy không nhắc nhở được, vì thế nên vết giảng hình như đến hôm nay vẫn còn. Hiện tượng thứ ba đó là đi học muộn. Đối với các lớp thầy đang dạy dường như không còn hiện tượng này xảy ra. Như vậy thầy là có thể không cần phải hiểu câu thưa thầy cho em vào lớp được. Thầy nhắc lại ba hiện tượng này vì nếu nó xảy ra thường xuyên sẽ trở thành thói quen. Thường là thành thói quen thì rất khó bỏ.
Thói quen khi trở thành phổ biến với nhiều người thì thường được cho là nét văn hóa, có văn hóa xấu, có văn hóa tốt. Cái nguy hiểm là thói quen một số đông người đôi kia sẽ được quy chụp cho là nét văn hóa của cả tập thể và có thể là cả dân tộc. Trong đợt công tác tại Hàn Quốc, thầy đã rất ngạc nhiên khi thấy các ô tô thường dừng lại nhường đường cho người đi bộ. Khi hỏi, một giáo sư Hàn Quốc đã trả lời một cách rất tự hào là thói quen đó đã trở thành nét văn hóa của người Hàn. Người Nhật có nhiều thói quen đã trở thành những nét văn hóa rất đáng khâm phục. Nếu đọc các bài báo viết về trận động đất và sóng thần lịch sử năm 2001, các em sẽ thấy để tránh nguy hiểm khi động đất xảy ra, người ta sẽ thang để xuống cầu thang không gian lớn. Để nhận cứu trợ, người ta nhường nhìn nhau không tranh giành. Và vừa rồi, thầy có đọc bài báo cho rằng từ điển nước Nhật đã xóa bỏ được cụm từ ăn cắp vặt để nói rằng hiện tượng ăn cắp vặt ở Nhật hầu như không còn. Thầy cũng hy vọng rằng trong tương lai không xa, trong từ điển của kho báu không còn các cụm từ quái cổ và gia đình không thi cử. Mặc dù hiện nay các cụm từ này cũng đã rất mờ, rất khó đọc nhưng vẫn còn nhiều vết. Thầy cũng muốn nói đến một trong những hiện tượng mới xuất hiện trong vài năm gần đây của sinh viên, đó là việc đeo bảng tên và trang phục đầu tuần theo quy định của nhà trường. Thầy không bàn, không tranh luận ở đây quy định này hợp lý hay không hợp lý, là hay hay dở. Thầy chỉ thấy một điều là việc một số em né tránh quy định này bằng cách này hay cách khác là một điều không nên. Việc làm này dần dần sẽ tạo các em một thói quen, một hành vi mà chính bản thân các em sẽ không nhận ra. Chắc chắn rằng đó sẽ làm thói quen, một hành vi không tốt và sẽ có ảnh hưởng đến chính nhân cách của các em sau này. Có thể nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa chúng ta đều có cả. Đã là toán thì khi nói là phải có chứng minh. Ngày hôm qua, mưa tầm tạc được trừng phạt được đến nơi. Biết chúng ta có buổi lễ quan trọng ngày hôm nay, ông trời cho chúng ta một ngày nắng đẹp. Mặc dù theo dự báo thời tiết thì hôm nay vẫn là mưa to. Đó là thiên thời. Sự quan tâm của bác giám hiệu, sự có mặt thường xuyên của bác giám hiệu trong sự nghiệp lớn của khoa toán chúng ta. Từ tâm huyết của các thầy, sự ủng hộ trong buổi học đồng của các thầy cô và các anh chị của sinh viên, đó là nhiều lời. Còn về nhân hòa, có thể chúng ta có thể dùng các phép chứng minh dễ thấy hoặc hiển nhiên hoặc rõ ràng. Đây là các phép chứng minh một vài sinh viên thường dùng khi không giải thích được một điều gì đó. Thời đi học, một vài lần thầy cũng có dùng cái phép chứng minh này và nói thật cũng có một lần là tỏ ra hiệu quả. Nhiều điều cần chứng minh đúng là hiểu nhân thật. Cùng cả quá dài dòng, thầy xin dừng lại đây để dành thời gian cho nhiều việc quan trọng hơn. Cuối cùng, một lần nữa, tôi xin chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các anh chị cùng sinh viên, các anh chị học viên của học và các em sinh viên có một buổi hiến trương thật vui vẻ và hạnh phúc để tình nghĩa thầy trò và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn và nhiều bạn chào mừng của thầy Trường Hoa và thầy Hoa. Kính thưa quý vị đại biểu, để tưởng nhớ công lao đóng góp xây dựng và phát triển khoa toán trong mấy chục năm qua, chúng tôi đề nghị quý vị đại biểu được dạy dành một phút mặc niệm cho các thầy đã khuất. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn sinh viên xem một video clip ngắn về giới thiệu về các thầy cô cũng như các hoạt động của các thầy cô trong khóa toán.
trong